Khám phá lịch sử xin được gửi lời chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập podcast hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử nước Nga, từ sau cái chết của Tổng bí thư Chernenko cho đến khi Putin lên nắm quyền. Giai đoạn này được ví như thời kỳ bất ổn đầu thế kỷ 17, chứng kiến sự sụp đổ của Liên Xô, suy thoái kinh tế nghiêm trọng và những biến động xã hội sâu sắc. Mikhail Gorbachev Sinh năm 1931, có một sự nghiệp chính trị phi thường. Tuổi thơ của ông gắn liền với những khó khăn của thập niên 30 và sự chiếm đóng của Đức Quốc xã. Sau chiến tranh, ông học tập xuất sắc tại Đại học Tổng hợp Moscow và thăng tiến nhanh chóng trong hệ thống chính trị. Sau cái chết của Chernenko, Gorbachev trở thành tổng bí thư trẻ nhất kể từ thời Stalin. Tuy được phe bảo thủ đưa lên nắm quyền, Gorbachev lại mang tư tưởng cải cách Ông thuộc thế hệ những người trưởng thành trong thời kỳ hậu Stalin, chịu ảnh hưởng của Khrushchev và cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Điều này khiến ông nảy sinh tư tưởng phê phán hệ thống Xô Viết đương thời. Gorbachev bắt đầu củng cố quyền lực bằng cách thay đổi đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Ông đề cao những người trẻ tuổi có tư tưởng cải cách vào các vị trí quan trọng. Ông cũng phát động chiến dịch chống tham nhũng và nạn nghiện rượu nhưng những chính sách này lại gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho nền kinh tế. Chiến lược chính của Gorbachev là tăng cường đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nền kinh tế Liên Xô lúc bấy giờ đã phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là dầu khí. Giá dầu giảm mạnh vào giữa những năm 80 đã khiến chiến lược này thất bại. Nông nghiệp cũng là một vấn đề nan giải. Mặc dù chính phủ đã đầu tư rất nhiều, nhưng sản lượng vẫn thấp và không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, buộc phải nhập khẩu ngũ cốc. Chính sách trợ giá lương thực cũng khiến thâm hụt ngân sách ngày càng trầm trọng. Trên trường quốc tế, Gorbachev nỗ lực cải thiện quan hệ với phương Tây để giảm chi tiêu quân sự. Thảm họa Chernobyl càng củng cố quyết tâm của ông trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Hoa Kỳ dưới thời Reagan lại tỏ ra cứng rắn, khiến những nỗ lực của Gorbachev gặp nhiều khó khăn. Gorbachev khởi xướng chính sách cải tổ Perestroika và Glasnost với hy vọng đổi mới hệ thống chính trị. Tuy nhiên, sự cởi mở này lại dẫn đến sự suy yếu quyền lực của Đảng Cộng sản và làm dấy lên làn sóng bất mãn trong xã hội. Sự suy yếu của Gorbachev tạo điều kiện cho các phong trào dân tộc chủ nghĩa bùng nổ trên khắp Liên Xô. Các nước cộng hòa vùng Baltic là những nước đầu tiên tuyên bố độc lập, tạo tiền đề cho sự tan rã của Liên bang Xô Viết. Năm 1991, Liên Xô chính thức tan rã thành 15 nước cộng hòa độc lập. Nga, quốc gia lớn nhất, thừa hưởng phần lớn tài sản và dân số của Liên Xô. Tuy nhiên, những vấn đề sắc tộc và kinh tế vẫn còn đó. Boris Yeltsin, tổng thống đầu tiên của Nga, đã áp dụng chính sách liệu pháp sốc để chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, chính sách này đã gây ra lạm phát phi mã và đẩy nền kinh tế Nga vào khủng hoảng. Yeltsin phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ quốc hội. Năm 1993, ông đã sử dụng vũ lực để giải tán quốc hội và áp đặt hiến pháp mới, củng cố quyền lực tổng thống. Thời kỳ cầm quyền của Yeltsin được đánh dấu bởi sự bất ổn chính trị, kinh tế suy thoái và tham nhũng tràn lan. Sự thay đổi liên tục trong nội các, ảnh hưởng của nhóm gia đình và sự yếu kém của chính phủ đã khiến người dân mất niềm tin. Chính quyền Yeltsin gặp khó khăn trong việc thu thuế, buộc phải cắt giảm chi tiêu cho các dịch vụ công. Nền kinh tế Nga ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô, mà trong khi các ngành công nghiệp khác suy thoái nghiêm trọng. Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi do việc NATO mở rộng sang Đông Âu và sự can thiệp quân sự của phương Tây vào năm Tư. Nga quay sang tăng cường hợp tác với Trung Quốc và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ Cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 đã đẩy nền kinh tế Nga đến bờ vực sụp đổ. Yeltsin mất uy tín và sức khỏe suy giảm, Nga buộc phải từ chức vào cuối năm 1999. Ông đã chọn Vladimir Putin làm người kế nhiệm. Quý vị nghĩ sao về giai đoạn lịch sử đầy biến động này của nước Nga? Sự sụp đổ của Liên Xô đã để lại Liên Xô đã để lại những bài học gì cho chúng ta? khám phá lịch sử rất mong nhận được ý kiến chia sẻ từ quý vị và các bạn cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo